Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi xin trình bày về cái hàm đếp trong BOC của Mitsubishi. Hàm đếp của nó là M8018 và mình gọi ra bằng cái hàm M8000. Hàm M8000 thì tương đương với hàm NOP, cũng gần như là công tắc thường đóng vậy thôi. Cái ứng dụng của bài hôm nay là mình điều khiển ba cái ánh đèn Y0, Y1 và Y2, nó sẽ sáng lần lượt trong 24 tiếng, nghĩa là mỗi bóng sáng 8 tiếng, và cái thời gian được ấn định cụ thể, tức là đèn Y0 sáng từ 6 giờ sáng cho đến 14 giờ chiều, tức là 2 giờ chiều, và từ 2 giờ chiều đến 10 giờ tối là đèn Y1. Còn cái đèn Y2 ấy, thì sáng từ 10 giờ tối cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Bây giờ bắt đầu mình đổ vô BOC và đầu tiên mình xem nó vận hành. Thì ở đây mình thiết kế một cái nút X10. Khi nó bật lên thì nó có cái đèn báo là Y10, trong đó nó có cái chữ gì đó không quan trọng, cái đó chẳng qua mình mượn nó để mình báo là mình cho các cái hiển thị của bóng đèn này lên. Bây giờ mình sẽ bấm ngay cái 10, và ở bên phải đây á là đang lôi cái thời gian thực của cái laptop này, và cái laptop này thì được cài Win 10, thành ra thời gian giờ giấc của nó được được đồng bộ hóa giống như smartphone. Cụ thể bây giờ là 11 giờ 56 phút buổi sáng ngày thứ sáu tháng 6 mùng 10 năm 2016. Vậy thì cái mốc thời gian này nó nằm trong cái ngưỡng là từ 6 giờ sáng cho đến 14 giờ chiều, thành ra cái đèn Y0 giờ sáng đó là thời gian thực. Bây giờ mình phải tắt cái chế độ tự động cập nhật này đi và mình chuyển vào chế độ điều khiển bằng tay. Vậy thì ngay cái thời gian thực này mình chuyển thành ra buổi chiều và mình thay đổi, và nó sẽ là cái đèn Y2, tức là 11 giờ đêm thì là đúng là cái ngưỡng của cái đèn Y2. Tiếp tục mình chỉnh thêm một cái mốt nữa của cái đèn Y2, nghĩa là cái mốc là 5 giờ đi, 5 giờ và chuyển thành buổi sáng thì vẫn là cái tầm làm việc của cái đèn Y2. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục, bây giờ nếu mà 5 giờ chiều mình lại chuyển thành ra buổi chiều, 5 giờ 56 phút mình chuẩn bị chiều, thì bây giờ nó là cái mốc là làm việc của cái Y1, nó nằm trong cái tầm từ 2 giờ chiều cho đến 10 giờ đêm. Bây giờ mình trả lại cái chế độ tự động cập nhật và nó lại trở về đúng cái giờ hiện tại là 11 giờ 57 phút buổi sáng. Bây giờ mình lướt qua những cái dòng lệnh, thì bây giờ mình tắt cái X10, tức là cái X10 đây là push on push off, mình tắt đi thì nó tắt cái đèn báo và đồng thời là mình không cho hiển thị các cái đèn này lên. Còn trong cái hàm date M8018 thì mình dùng cái thanh ghi là 8015, D8015 là cái thanh ghi giá trị giờ. Ở đây tất cả mình so sánh mình giờ hết, thành ra toàn đều là 8015. Và đối với Y0 thì mình sẽ cài đặt là so sánh là giá trị lớn hơn và bằng 6 K6, tức là 6 giờ sáng, và sẽ nhỏ hơn là K14, tức là 14 giờ chiều. Ở đây lưu ý là khi mình dùng lớn hơn là bằng thì bên nhỏ hơn là mình sẽ không có dấu bằng. Nếu mình để dấu bằng luôn á, thì nó sẽ trùng lắp giữa cái đúng cái thời điểm là 14 này và cái 14 của cái đèn Y1 này, thành ra mình phải bắt buộc bỏ bớt cái dấu bằng bên này. Cái đèn Y1 thì nó cũng cũng dùng hàm AND, nghĩa là so sánh lớn hơn và so sánh nhỏ hơn với cái giá trị trong cái khoảng đó. Nhưng mà riêng với cái Y2 thì mình phải dùng hàm OR, nghĩa là thì mọi người để ý là lớn hơn 22 giờ, từ 22 giờ lớn hơn thì nó đến 23 giờ 59 phút 59 giây, và sau đó nó nhảy qua là 0 giờ. Thành ra mà dùng cái hàm AND thì mình sẽ lý luận nó nhỏ hơn giá trị 6, tức là nhỏ hơn 6 giờ, thì đó là cái tầm làm việc của cái đèn Y2.
Như vậy thì vừa rồi đã trình bày xong cái một cái ứng dụng của hàm LED để điều khiển ba cái đèn này sáng trong vòng 24 tiếng lần lượt, mỗi đèn là 8 tiếng. Mình sẽ quay lại cái hàm LED này với một vài ứng dụng hữu ích khác trong những bài sau. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn những bài tiếp theo.